hiện một cái sự quyết định đúng đắn khi mà công ty Vinanuchi Food tập trung đầu tư rất là mạnh trong thị trường miền Nam cho thị trường Vũng Tàu. Và ngày hôm nay là ngày khai trương của siêu thị Nuchimart số 31. Và trong năm 2022 thì quý vị sẽ thấy là những cái thương hiệu Nuchimart như thế này sẽ không chỉ ở tại Việt Nam nữa mà sẽ xuất hiện trên toàn thế giới.